Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Bản tin ngày hôm nay, ngày 10 tháng 11, tôi là Hải Hằng. Còn tôi là Thanh Huyền và ngay sau đây sẽ là các thông tin đáng chú ý sẽ có trong cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay. Tính tới thời điểm hiện tại đã có ít nhất 9 người thiệt mạng sau khi một trận lũ bùn xảy ra ở Tây Nam Colombia. Cả nước đang có 8 dự án casino cho người nước ngoài vào chơi, nhưng chưa nơi nào đề xuất xin thí điểm cho người Việt Nam vào chơi. Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, quy định mới về cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi liệu có khả thi không khi người dân không thực hiện, còn quản lý kinh doanh sản xuất rượu có nhiều bất cập. Tổng thống Mỹ Donald Trump nguồn cảm hứng chế tác đồ chơi của nghệ nhân Philippines. Theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật, tính tới thời điểm hiện tại thì đã có ít nhất là 9 người thiệt mạng và 19 người khác vẫn còn mất tích sau khi một trận lũ bùn xảy ra ở Tây Nam Colombia. Giới chức địa phương lo ngại là con số thương vong sẽ còn tiếp tục tăng lên. Giới chức địa phương cho hay trận lũ bùn đã xảy ra ở thành phố Corinto thuộc khu vực Cauca ở phía Tây Nam Colombia. Truyền thông địa phương báo cáo đã có ít nhất là 37 ngôi nhà bị phá hủy do trận lũ bùn này. Giới chức hiện đã triển khai lực lượng cứu hộ để giải cứu người dân bị ảnh hưởng, cũng như tìm kiếm những người mất tích. Vào rạng sáng nay ngày 10 tháng 11, giới chức Nga thông báo đã có ít nhất 2 người chết và nhiều người khác bị thương sau khi một tòa chung cư 9 tầng ở thành phố Wasikov, cách thủ đô Moscow khoảng 940 km về phía đông, bất ngờ sụp đổ. Theo thông báo của cơ quan thông tấn Nga Interfax, hiện tại có 6 người vẫn còn bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau khi chung cư này bị sập. Thông tin cũng cho biết có 32 căn hộ trong chung cư này đã bị phá hủy. Nguyên nhân của vụ sập chung cư này đang được điều tra làm rõ. Theo một đại diện Ủy ban điều tra, thông tin ban đầu cho thấy một vụ nổ khí ga có thể là nguyên nhân khiến tòa nhà đổ sập. Trong bối cảnh căng thẳng khu vực ngày càng gia tăng sau vụ từ chức của Thủ tướng Liban vào đêm qua 9 tháng 11 theo giờ Việt Nam, giới chức Ả Rập Xê Út đã kêu gọi các công dân nước này rời khỏi Liban càng sớm càng tốt. Theo một thông báo của Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út, nước này cũng đã kêu gọi người dân không nên du lịch tới Liban vào thời điểm này. Trước đó cùng ngày, một quan chức hàng đầu của chính phủ Liban cho hay nước này tin rằng Ả Rập Xê Út đang giam giữ Thủ tướng Saad Hariri và Liban đang có kế hoạch sẽ phối hợp với các nước nhằm đảm bảo việc hồi hương cho chính khách này. Cách đây ít giờ, hãng tin Reuters cho biết quân đội Syria cùng lực lượng đồng minh đã giành quyền kiểm soát thị trấn Al-Bukaman ở Dai Esro, khu vực được xem là thành trì cuối cùng của tổ chức Hồi giáo IS. Quân đội Syria cho rằng chiến thắng này cho thấy sự thất bại về cơ bản của IS tại Syria. Hiện các lực lượng quân đội Syria đang tuần tra khắp thị trấn này để dọn sạch bom mìn và thiết bị do IS cài cắm. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo khủng bố IS đang thay đổi chiến thuật của chúng. Do đó, các lực lượng chính phủ Syria sẽ phải cố gắng hết sức để tiêu diệt toàn bộ nhóm khủng bố này ở Syria. Theo một báo cáo của tổ chức phi chính phủ mang tên Minh Bạch Quốc tế vừa được công bố, thì hơn 700 công ty có trụ sở tại Anh đã tham gia vào 52 vụ rửa tiền trong 14 năm qua với tổng số trị giá lên tới 105 tỷ đô la Mỹ. Theo báo cáo, tổ chức Minh Bạch Quốc tế cho rằng 766 công ty có trụ sở tại Anh được cho là dính líu đến hoạt động rửa tiền. Và Anh cũng là một mắt xích quan trọng trong nhiều vụ bê bối tham nhũng lớn những năm gần đây. Hiện tại Bộ Tài chính Anh chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên. Thông tin mới nhất về cơn bão Haiku. Vào sáng sớm nay ngày 10 tháng 10, cơn bão Haiku đã vượt qua khu vực phía nam đảo Luzon của Philippines và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trên khu vực này và hiện vị trí tâm bão nằm cách quần đảo Hoàng Sa của chúng ta khoảng 900 km về phía đông nam, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, còn có khả năng mạnh thêm và đến 4 giờ ngày 11 tháng 11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12.
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, 12, biển động rất mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 12 tháng 11, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía đông đông bắc của quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 13. Tối ngày hôm qua tại nhà hát Âu Cơ Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục. Chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long và Báo Tuổi Trẻ tổ chức. Và đây là năm thứ hai chương trình được tổ chức nhằm cổ vũ, khuyến khích đoàn viên thanh niên, đặc biệt là các tri thức trẻ dưới 35 tuổi, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo thông qua các công trình, sáng kiến. Tối ngày hôm qua thì 5 trong số 10 sáng kiến ấn tượng và tiềm năng nhất đã được trao giải. Ba giải ấn tượng nhất theo đánh giá của ban giám khảo là nền tảng phát triển giáo dục Open Classroom, sáng kiến phổ biến thí nghiệm vật lý và phần mềm học song ngữ phát triển năng lực full look. Mỗi giải nhận được phần thưởng là 100 triệu đồng. Hai giải được đánh giá tiềm năng là áp dụng hình thức debate, tức là tranh luận quốc tế và hoạt động dạy và học ở trường trung học phổ thông, và sổ tay trang bị kỹ năng phòng chống mua bán người và biện pháp nâng cao kỹ năng phòng chống mua bán người cho học sinh trung học của hai nhóm tác giả là các học sinh trung học phổ thông tại Lạng Sơn và thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi giải được nhận thưởng là 20 triệu đồng. 10 sáng kiến được lọt vào vòng chung kết đều được nhận giải thưởng trị giá 10 triệu đồng. Năm nay, chương trình nhận được 329 công trình, nhiều hơn năm ngoái, đặc biệt là có khá nhiều công trình đến từ các học sinh nhỏ tuổi, thậm chí mới ở bậc tiểu học và cả các sinh viên Việt Nam đang học tập tại nước ngoài. Chương trình sẽ tiếp tục được các bên phối hợp tổ chức trong các năm tiếp theo của giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở kế thừa kết quả của năm nay. Trong số 329 công trình sáng kiến của các đoàn viên, thanh niên, tri thức trẻ trong cả nước gửi về dự thi chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục của Trung ương Đoàn phát động năm nay, thì chỉ có 10 sáng kiến có chất lượng đã được chọn vào vòng chung khảo và được tiếp tục chấm điểm để đạt được những giải thưởng có giá trị cao vào tối ngày hôm qua. Nhiều sáng kiến trong đó có tính ứng dụng cao trong hoạt động dạy và học, thậm chí là nhiều sáng kiến đã được áp dụng trên thực tế giảng dạy. Một bài học về sinh học sẽ trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn nhiều với một chương trình giảng dạy như thế này. Để có thể nhận biết các bộ phận của mắt, học sinh còn có thể hình dung ra được cơ chế hoạt động của mắt như thế nào vào ban ngày và ban đêm qua các hoạt động tương tác ngay trên hệ thống. Không chỉ có môn sinh học, nền tảng phát triển giáo dục Open Classroom của các đoàn viên Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam còn có hầu hết các môn học khác trong chương trình phổ thông. Nhóm tác giả cho biết đã cho sản phẩm ra mắt trong tháng 10 vừa qua và được đông đảo học sinh, giáo viên đăng ký sử dụng. Tuy nhiên, nhóm sẽ vẫn tiếp tục hoàn thiện hơn nữa để đưa sản phẩm tới tay người dùng với một trải nghiệm tốt nhất. Chúng tôi đã trải qua quá trình nghiên cứu công nghệ và tìm hiểu các mô hình giáo dục tiên tiến trên thế giới, và tất cả các nội dung thì đã đều được có hợp pháp và có bản quyền. Do đó rằng là cái việc người dùng trải nghiệm học tập trên Open Classroom sẽ hoàn toàn yên tâm. Khả năng ứng dụng của Open Classroom đối với giáo dục phổ thông tại Việt Nam là rất cao, bởi vì chúng tôi triển khai hệ thống trên nền tảng website. Học sinh và giáo viên và tất cả những người muốn tìm hiểu kiến thức có thể khai thác mọi lúc mọi nơi và trên đa nền tảng. Một môn học ít được học sinh yêu thích là lịch sử cũng đã được tạo ra giải pháp để việc học dễ dàng hơn, thú vị hơn bởi một giáo viên dạy chuyên sử tại Hải Dương. Đó là dùng phần mềm miễn phí trên mạng để tạo ra một không gian bảo tàng ảo. Sáng kiến này đã được cô giáo Nguyễn Thu Quyên xây dựng và áp dụng cho việc giảng dạy của bản thân từ năm 2015. Quen dần, và bây giờ thì cái học sinh của mình hay bản thân mình để có thể làm được bảo tàng ảo trong thời gian rất là ngắn, 5-10 phút thôi là có thể xong một cái bảo tàng. Và đặc biệt là nó không cần một cái công nghệ gì nó quá cao siêu, nó hoàn toàn là miễn ích, tiện ích và miễn phí, và đồng thời là cái dung lượng phần mềm rất là nhỏ. Tự tay các em tự làm ra bảo tàng, cái gì mình tự làm mình cảm thấy rất là hấp dẫn, cảm thấy sảng khoái với cái bảo tàng mà mình làm được. Ngoài ra, còn khá nhiều sáng kiến thú vị khác đã được trình bày và nhận được nhiều góp ý giá trị của ban giám khảo. Những cái sáng kiến
hoặc là một số cái sản phẩm mà được trình diễn ngày hôm nay thì có khả năng ứng dụng và có thể hỗ trợ cho quá trình đổi mới giáo dục được. Ví dụ như là những cái công trình lấy học sinh làm trung tâm, rồi đưa các phương pháp giảng dạy mới, phương pháp học tập mới vào trong cái quá trình giáo dục thì rất là hữu ích. Và nếu như là được Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như là các trường phổ thông quan tâm sử dụng những cái công trình này thì tôi tin là cái chất lượng giáo dục của chúng ta sẽ được nâng cao. Đương nhiên là cần phải có sự đầu tư. Các sáng kiến có tiềm năng và ấn tượng sẽ tiếp tục được ban tổ chức giúp đỡ để nhanh chóng được áp dụng vào thực tế, hỗ trợ cho chương trình học tập và giảng dạy trong thời gian sắp tới. Nếu như nhiều lần quý vị và các bạn muốn đến tham quan hay là tìm mua một sản phẩm có chất lượng của một làng nghề nào đó, hoặc là muốn ăn những món đặc sản nổi tiếng nhưng lại không có điều kiện, thì Hội chợ Làng nghề Việt Nam mới khai mạc vào tối ngày hôm qua tại số 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội chính là một điểm đến thú vị của bạn vào cuối tuần này. Hội chợ sẽ diễn ra đến ngày 13 tháng 11. Có 250 gian hàng đến từ các sở nông nghiệp phát triển nông thôn, trung tâm xúc tiến thương mại, trung tâm khuyến công các tỉnh, thành phố trong cả nước, các đơn vị làng nghề, phố nghề, các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ, các nghệ nhân, thợ thủ công, hộ gia đình, các hiệp hội, hợp tác xã, cơ sở làng nghề, các doanh nghiệp phụ trợ dịch vụ. Các đơn vị mang đến hội chợ nhiều mặt hàng đa dạng phong phú, nông lâm thủy hải sản, thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống, lương thực thực phẩm, trái cây, đồ uống sạch, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ. Người mua có thể tìm cho mình lụa Vạn Phúc, gốm Chu Đậu, đá phong thủy Bát Tràng, gạo Xén Cú, hành tỏi Lý Sơn Quảng Ngãi, dừa xiêm Bến Tre, chuối ngự Đại Hoàng, chả mực Quảng Ninh, lợn mán Giò Me, nem Phùng, rượu Cần Hòa Bình và rất nhiều những mặt hàng khác. Không chỉ là nơi để quảng bá và giới thiệu sản phẩm, hội chợ còn nhằm thu hút đầu tư lĩnh vực sản xuất các sản phẩm với quy mô rộng, tạo cơ hội để các làng nghề nông thôn, nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, du lịch làng nghề ngày càng phát triển trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thưa quý vị, hiện nay cả nước có khoảng trên 300.000 người bị bệnh mù lòa do các bệnh về giác mạc gây ra. Hy vọng tìm lại ánh sáng của họ phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn giác mạc hiến tặng. Dù số giác mạc hiến tặng còn quá ít so với nhu cầu, nhưng tín hiệu đáng mừng là ngày càng có nhiều người hiến tặng, thậm chí là nhiều gia đình hình thành truyền thống hiến tặng giác mạc. Vào ngày hôm qua tại huyện Kim Sơn của tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Mắt Trung ương và Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn đã có buổi gặp gỡ tôn vinh những gia đình hiến tặng giác mạc, đồng thời phát động phong trào có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc này. 6 năm trước, cậu con trai 7 tuổi của người phụ nữ này gặp tai nạn và vĩnh viễn ra đi. Nén nỗi đau, chị đã hiến tặng đôi giác mạc con trai mình để đem lại ánh sáng cho người khác. Sau đó không lâu, cha đẻ chị qua đời và cũng hiến tặng lại đôi giác mạc cho ngân hàng mắt. Chị không biết giác mạc của con mình sẽ được ghép lên gương mặt khác ra sao, nhưng nhìn những hình ảnh này, chị luôn nghĩ rằng biết đâu đó là một phần thân thể của con mình. Nhiều người họ bảo làm sao mà gia đình người này hiến giác mạc đi thì chôn mất đi thì nó cũng là tà hư vô thôi. Hiến như vậy để cho cháu nó có một cái gì đấy ở trên trần gian này thì nó còn một lưu luyến với lại bố mẹ nó. Trong lễ tôn vinh hôm nay, có nhiều gia đình có từ 2 đến 3 người hiến giác mạc, chủ yếu là đồng bào người Công giáo. Đối với họ, nghĩa cử cao đẹp này như một truyền thống đẹp của gia đình, của dòng họ hay làng xã. Gia đình nhà tôi là có 3 người hiến giác mạc. Thứ nhất là bà nội sinh ra bố và đến bác trai, bác cả là anh bố tôi và cho đến bố tôi nữa. Bên Công giáo chúng tôi ấy, thì khi mỗi người qua đi là cái phần xác là về với lại cho bụi, còn phần hồn nó không ảnh hưởng gì. Giờ đây, hiến tặng giác mạc đã trở thành phong trào ở huyện Kim Sơn, nơi có người đầu tiên trên cả nước tự nguyện hiến tặng giác mạc sau khi qua đời. Tấm gương hiến tặng một phần cơ thể sau khi qua đời đã được nhân rộng lên khi 19 trên 27 xã thuộc huyện Kim Sơn có người tham gia hiến tặng. Từ năm 2007 đến năm 2017, cả nước có trên 40.000 người đăng ký hiến tặng giác mạc, trong đó đã có 392 người hiến sau khi qua đời tại 14 tỉnh thành trên cả nước. Riêng tại huyện Kim Sơn có 253 người đã hiến.
Cái nói là nó động viên và khích lệ những cái gia đình ở hiến rác mạc, vinh danh người ta. Thì bằng các hình thức là sẽ tỉnh, ủy ban tỉnh, rồi viện mắt sẽ có các cái bằng khen, rồi giấy khen cho và có quà cho các cái gia đình. Cái mặt nghề không có gì đổi, không ảnh hưởng gì đến tang lễ của gia đình người hiến cả. Đấy là những cái mà chúng tôi cũng mong muốn là nếu mà không may có ai đấy qua đời thì người ta có thể hiến lại một phần rác mạc của mình hay là một phần bộ phận cơ thể để giúp ích cho những người khác. 6 năm nay, chị Hoa luôn có cảm giác đứa con trai bé bỏng đang ở đâu đó dõi theo mình. Và hy vọng được gặp lại ánh mắt thân thương đó chưa bao giờ tắt trong chị. Cũng như nguồn sáng mà con trai chị thắp lên cho người khác vẫn còn sáng mãi. Liên quan đến tình trạng các doanh nghiệp xuất khẩu lao động vi phạm các quy định của pháp luật khi đưa người đi làm việc ở nước ngoài, dẫn đến tình trạng người lao động phải bỏ trốn về nước hay là gặp nguy hiểm khi làm việc tại nước sở tại. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết tình trạng này đã được xử lý nghiêm khi mà đến nay đã có tổng cộng là 60 doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong số doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép, riêng năm 2017 có 4 doanh nghiệp bị rút giấy phép với các lỗi vi phạm như là không trực tiếp tuyển dụng lao động, cho người khác sử dụng giấy phép của mình để hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và lợi dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức tuyển chọn, thu tiền trái phép của người lao động, đưa người lao động ra nước ngoài làm việc nhưng không đăng ký hợp đồng, cung ứng lao động theo quy định. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cũng cho biết, sau khi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thu hồi giấy phép, các doanh nghiệp vẫn phải có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng cung ứng lao động đã ký với đối tác nước ngoài và hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi hợp đồng còn hiệu lực. Thưa quý vị, mặc dù chính phủ đã ban hành nghị định thí điểm cho phép người Việt Nam vào chơi tại các casino, tuy nhiên thì mới đây Bộ Tài chính cho biết trên địa bàn cả nước có 8 casino đang hoạt động nhưng vẫn chỉ dừng lại ở việc cho người nước ngoài vào chơi. Theo Bộ Tài chính, đến thời điểm hiện tại, chưa một doanh nghiệp nào trong số các đơn vị sở hữu các casino tại Việt Nam nộp hồ sơ xin thí điểm cho người Việt vào chơi. Dù hiện khuôn khổ pháp lý cho việc thí điểm người Việt vào chơi casino trong nước đã cơ bản đầy đủ. Điều này có thể do quy định về điều kiện giải ngân vốn đầu tư khi mà để được cấp phép thí điểm cho người Việt vào chơi casino, các doanh nghiệp phải chứng minh đã giải ngân ít nhất 50% vốn đầu tư theo cam kết. Trong khi theo quy định, một dự án có casino được thí điểm cho người Việt vào chơi phải có vốn đầu tư tối thiểu 2 tỷ đô la Mỹ. Casino thường chỉ là một phần của dự án tổng thể về du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn, nên chủ đầu tư thậm chí còn đăng ký vốn đầu tư lớn hơn con số 2 tỷ đô la Mỹ. Đây có thể là rào cản chính, nên tới thời điểm này, chưa doanh nghiệp kinh doanh casino nào nộp hồ sơ xin thí điểm cho người Việt vào chơi. Tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân cầu cứu vì đường xuống cấp ảnh hưởng đến đời sống là câu chuyện không mới bởi nó nhiều và thường xuyên. Thế nhưng ngược lại với điều này thì mới đây một người dân ở tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã vô cùng bức xúc khi tự bỏ tiền túi để nâng cấp đường với một số tiền không nhỏ. Khi công trình hoàn tất thì đường sạch đẹp, chính quyền địa phương lại quyết định là buộc phải tháo dỡ, thậm chí là cưỡng chế tháo dỡ với lý do là xây dựng không phép. Thừa nhận mình sai khi nâng cấp đường mà không xin phép, ông Trần Thới Linh cho biết bản thân đã chủ quan vì năm 2009 cũng từng bỏ ra 100 triệu đồng và quyên góp người dân xung quanh để cùng xây dựng đoạn đường này. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Chánh không có động thái gì. Trường hợp đã làm rồi, một tháng sau phường mới xuống lập biên bản. Thì lúc đó, thí dụ như bên đây có thưa kiện, bên tôi như vậy, thì hai bên phường phải mời hòa giải, khu phố phải mời hòa giải, coi bên nào khắc phục như thế nào, không mời không gì hết. Chỉ ra quyết định để phạt, để cứ ứng chế này kia thôi. Nhìn đoạn đường hơn 12 mét đã bị chính quyền địa phương cưỡng chế dỡ bỏ. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Thế Linh cho biết, bản thân vừa buồn, vừa bức xúc và không khỏi thắc mắc. Trong cái tôi làm á, là tôi cứ kê khai là 30 mét. Tại sao cứ quyết định cứ ra 12 mét không? Tôi không hiểu. Mới đầu tôi suy nghĩ chắc cái luật á, cho 12 mét là của cá nhân. Còn 30 mét không phải cá nhân. Nhà nước chính quyền cưỡng chế rồi. Thì bây giờ nhà nước phải đào đường đặt cống cống đi. Trái nhựa lại cho dân người ta đi. Nó coi như đi thôi dằn như vậy đó. Nó, mỗi lần xe lên là dằn một cái vậy. Mà giờ nước mưa là xuống đây là ứ đây, ngập trước nhà tôi. Nhằm cung cấp thông tin đến người dân một cách khách quan, tránh gây bức xúc, nhiều phóng viên đã có mặt tại Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Chánh theo lịch hẹn của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường.
Tuy nhiên, giờ hẹn được dời từ 10 giờ đến 10 giờ 30 và đến khoảng 11 giờ 30 ngày 8 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường thông báo qua điện thoại với phóng viên là mình có cuộc họp đột xuất với quận. Trước đó, qua trao đổi điện thoại với phóng viên, ông Trịnh Trọng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Chánh đã có những chia sẻ về vụ việc. Sao bây giờ nếu mà người ta đi mà tới đó mà bị vũng nước trước cái sự bức xúc đó, thì người ta đã cảnh báo, người ta đã tố cáo rồi mà mình không được xử lý thì xảy ra tai nạn. Đêm hôm xảy ra đó thì ai chịu trách nhiệm? Nên là cái biện pháp thứ nhất là phải nghiêm minh cái quy định pháp luật để phục vụ công tác quản lý nhà nước. Trước một việc làm tốt có sự đồng tình của các hộ dân, nhưng bỗng dưng lại bị xử phạt và buộc phải tháo dỡ. Ông Linh cùng bà con làm đơn tập thể xin cứu xét, gửi các ngành chức năng. Tuy nhiên, tất cả nguyện vọng của bà con mong muốn giữ lại con hẻm vừa trải nhựa sạch đẹp này đã bị khước từ với lý do xây dựng không phép. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định phê duyệt đề án hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh ở các xã ven biển của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn từ năm 2018 tới 2020. Theo đề án này, thì tính đến năm 2020 sẽ hoàn thành xây dựng 10.000 nhà vệ sinh với kinh phí thực hiện là 11,488 tỷ đồng nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và các bệnh lây nhiễm qua nguồn nước. Theo đó, đối tượng được thụ hưởng dự án là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách tại 50 xã phường thuộc 6 huyện thành phố ven biển Thanh Hóa, gồm Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Sầm Sơn, Quảng Sơn và Tĩnh Gia. Mục tiêu của dự án này nhằm giúp các hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách xây mới, sửa chữa nhà vệ sinh đạt chuẩn của Bộ Y tế nhằm giảm ô nhiễm môi trường và các bệnh lây nhiễm qua nguồn nước. Thông qua dự án làm chuyển biến nhận thức và thay đổi hành vi, thói quen vệ sinh, đảm bảo sức khỏe và nâng cao chất lượng sống cho người dân ở các xã, phường ven biển. Kinh phí 11,488 tỷ đồng xây dựng 10.000 nhà vệ sinh được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường. Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 tới 2020 và các nguồn xã hội hóa. Từ đầu tháng 10 đến nay, ở tại huyện Văn Yên của tỉnh Yên Bái thì xuất hiện một loại sâu xanh ăn lá của cây bồ đề và phát triển với tốc độ rất nhanh. Hậu quả là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì hàng chục hecta cây bồ đề tại các xã như là Quang Minh, An Bình, Châu Quế Thượng đều đã bị tan phá. Và nghiêm trọng hơn là ở tại xã Lâm Giang thì 80% diện tích cây đã bị sâu ăn lá ăn hết, khiến người dân nơi đây đứng trước tình cảnh trắng tay. Cả tháng qua, gia đình anh Bàn Văn Túc ở thôn 9, xã Lâm Giang đứng ngồi không yên khi mà hơn 3 hectare cây bồ đề của gia đình sắp được thu hoạch nhưng lại đang tàn lụi từng ngày do sâu ăn lá. Đặc biệt, vào những ngày đông lạnh giá, sương muối xuống sẽ khiến cây bị chết nhiều. Cái bồ đề của tôi thì cũng nhiều đấy, tầm 3 hát, nhưng mà 3 đám cơ. Cái đám này là trước khác thì nó hết lá rồi, mà mấy cái đám này bị sâu. Nó phun hai lần như thế mà cứ không lại được. Một trường hợp khác tại xã này là anh Đặng Văn Bình, thôn 8, xã Lâm Giang cũng gặp cảnh tương tự khi mà 4 hectare bồ đề 2 năm tuổi cũng đang bị sâu ăn hết lá và ngọn. Ngay từ khi mới phát hiện, gia đình đã mua thuốc trừ sâu về phun và phát quang gốc cây. Tuy sâu dễ chết sau phun thuốc, nhưng vì vòng đời ngắn, tốc độ sinh sản nhanh, không gian ở phức tạp nên phun xong chỉ 3 đến 5 ngày, sâu lại phát triển trở lại. Việc phun chủ yếu cũng phải dùng bình có gắn động cơ máy nổ, máy rửa xe thì áp suất mới đủ mạnh phun tới. Chi phí đầu tư phun cũng khá cao. Cái sâu bồ đề này nó ăn là tốc độ nó rất là nhanh và chỉ trong 1 đến 2 ngày mà phát hiện không kịp thời để phun là nó ăn hết lá ngay. Này, mình phun kịp thời thì nó còn đỡ một tí, chỉ trong khoảng một vài ngày nó lại bắt đầu nó lại nở các lứa khác nó lại lên. Nếu mà phun đi phun lại như thế thì nó cũng rất là vất vả, mà không biết cái hiệu quả nó có được không. Hiện toàn xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã có trên 150 trong tổng số 250 hecta cây bồ đề bị sâu ăn hết lá. Một số diện tích cây đã chuyển sang khô chết. Chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục cùng bà con nhân dân tiến hành nhiều biện pháp phòng trừ như phát quang, phun thuốc, diệt thủ công. Cái chu kỳ của cái con sâu này nó rất là ngắn. Nó chỉ tầm 20-25 ngày thì nó lại nở ra một đợt. Đấy, thế và khi nó đã nở thì nó lại rất cái số lượng rất là lớn. Thế và nó trên diện rộng. Và cái thứ hai nữa là khó khăn ở cái chỗ là cái bồ đề mà từ 3 tuổi trở lên là rất là cao.
Thế nên nếu như mà bây giờ không có bình xăng thì máy xăng thì không thể phun được. Nên và cái thứ ba nữa là cái việc mà chi phí cho nhân dân, cái việc phun ấy là rất tốn kém, nó cũng phải tầm từ 1,5 triệu cho đến 3 triệu, là tùy theo. Nếu như cái sâu bồ đề này mà không được phòng trừ kịp thời, mà khi nó ăn hết lá, mà đặc biệt nó ăn đến đợt 2 mà lại gặp vào cái thời tiết này thì sẽ cây bồ đề khả năng sẽ bị chết. Xăng đó, tức là nó sẽ không phát nọc được, nó không có lá thì sẽ bị chết, thì ảnh hưởng đến cái việc mà kinh tế của nhân dân. Thời tiết trong những ngày tới sẽ tiếp tục thuận lợi để sâu ăn cây bồ đề phát triển. Vì vậy, nếu không có những biện pháp hữu hiệu để phòng trừ loài sâu này, thì số diện tích cây ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái sẽ bị thiệt hại do sâu ăn sẽ tiếp tục tăng lên. Khu nhà ở dành cho học sinh, sinh viên Pháp Vân Tứ Hiệp được đưa vào sử dụng từ tháng 1 năm 2015 nhằm giải quyết vấn đề ăn ở cho hàng nghìn sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố. Vậy nhưng đến nay, số lượng sinh viên đến đăng ký ở vẫn thưa vắng, khu nhà điều hưu không phát huy hiệu quả và mới đây đã phải chuyển đổi thành nhà ở xã hội. Tuy nhiên, lộ trình chuyển đổi và xây dựng vẫn còn là một bài toán bỏ ngỏ. Những khu nhà xuống cấp, bong chóc, vật liệu xây dựng để ngổn ngang. Đây là tòa nhà được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 22.000 sinh viên với chi phí rẻ. Tuy nhiên, nhiều năm nay, số lượng người đến ở tương đối thưa thớt, nhiều tòa nhà trong tình trạng bỏ không như thế này. Cái này là chỗ tập thể của sinh viên ở đây, còn đây là bỏ hoang hết. Hiện nay là sinh viên chưa có ai ở bây giờ, vì không có ai ở. Đây không trường học mà sinh viên đã lâu không đến. Thì rất lãng phí vô cùng, vì nhà nước bỏ tiền ra xây mà để cho rất lãng phí. Khu nhà ở cho sinh viên, học sinh được xây dựng từ nguồn vốn ngân sách trên khu đất có diện tích hơn 40.000 m2 trong khu đô thị mới Pháp Vân, Tứ Hiệp. Khu nhà ở có 6 tòa nhà, được khởi công từ tháng 9 năm 2009. Tháng 1 năm 2015, có 3 tòa nhà bắt đầu được đưa vào sử dụng, A1, A5, A6. Mỗi sinh viên ở đây chỉ phải trả tiền thuê nhà khoảng 200.000 đồng một tháng, nhưng tỷ lệ lấp đầy chỉ đạt khoảng 15% số phòng. 3 tầng còn lại, A2, A3, A4 mới hoàn tất phần thô và hiện nằm phơi mưa, phơi nắng 2 năm qua. Xây nhà xong rồi sinh viên không đến có nghĩa rằng là nó không thích hợp. Không thích hợp về giao thông, không thích hợp về thu nhập với sinh viên, về chi phí. Có thể là ở rất rẻ nhưng mà phải đi lại rồi thời gian thì cũng là chi phí. Các em đã tìm cách hợp lý hóa ở ngay những khu gần đó và đôi khi là các em phải kết hợp cái việc học hành với việc lao động để mà duy trì cái việc học tập của mình và thu nhập. Và những cái khu nhà như thế là không đáp ứng được việc đấy. Bất cập trong công tác dự báo nhu cầu nhà ở, quy hoạch thiếu kết nối giao thông với các trường đại học cao đẳng đã đẩy nhiều tòa nhà vào tình trạng bỏ hoang. Chính điều này đã dẫn đến nhiều hệ lụy đi kèm. Nhanh chóng đưa vào để coi như là hoạt động, hai chuyển đổi mục đích và có người quản lý ở tại khu vực đấy để tránh cái tình trạng để hoang hóa, để các cái đối tượng người ta vào để ở, hoặc là những cái tình trạng không có người quản lý thì cũng gây ra tình trạng đổ trộm các thứ, phế thải xây dựng các thứ ở coi trước các cái khu vực đấy. Bộ Xây dựng vừa đồng ý chuyển đổi nhà sinh viên tại Pháp Vân Tứ Hiệp sang nhà ở xã hội, nhưng nhiều chuyên gia lo lắng nếu không đảm bảo hạ tầng, khu nhà ở sẽ trong tình trạng quá tải vì nhu cầu sinh viên khác với nhu cầu của các hộ gia đình. Trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay, phóng viên Đặng Trung đã trích ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng là không để dân bị đói sau bão số 12 làm tít của bài viết. Đây là ý kiến được đưa ra vào ngày 9 tháng 11 tại hội nghị về công tác khắc phục hậu quả và tái thiết sau bão lũ cho các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chia sẻ những khó khăn mất mát của đồng bào, chia buồn đến thân nhân các gia đình có người bị nạn. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tổ chức triển khai đồng bộ kịp thời xuống các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, đồng thời tiếp tục cho vay mới để khôi phục sản xuất sau mưa lũ và thực hiện xử lý nợ đối với các khách hàng bị thiệt hại về vốn vay. Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 3.400 tấn gạo cho các địa phương bị thiệt hại nặng do cơn bão số 12 gây ra. Theo báo cáo của các địa phương và các bộ ngành, thì đến ngày 8 tháng 11, cơn bão đã làm 91 người chết và 23 người mất tích, sập đổ gần 1.500 ngôi nhà và làm tốc mái hư hỏng gần 120.000 căn nhà từ Thừa Thiên Huế đến Lâm Đồng.
19 tuổi có biệt phủ nguy nga, thật kỳ lạ, nhan đề bài viết đăng tải trên trang 4 của báo Pháp Luật. Chiều 9 tháng 11, thì Quốc hội đã thảo luận tổ về dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi. Các đại biểu Quốc hội đều thống nhất với nhận định là tình trạng tham nhũng đang rất nhức nhối, vì thế cần có những biện pháp ngăn chặn để cán bộ không muốn tham nhũng, không thể và sợ tham nhũng. Đại biểu Nguyễn Anh Trí, nguyên Giám đốc Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, cho rằng buộc kê khai tài sản với cả con đã thành niên sẽ là công cụ kiểm soát hữu hiệu. Luật hiện hành thì chỉ yêu cầu kê khai con chưa thành niên. Dẫn ví dụ trường hợp biệt phủ của nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh mà dư luận nêu gần đây. Ông Chí bình luận, biệt phủ đứng tên sở hữu của con gái cán bộ, nhưng con gái mới 19 tuổi đã có biệt phủ nguy nga như vậy thì thật là kỳ lạ. Trường hợp này dễ thấy điểm bất thường ở đây. Tiếp tục những ý kiến của các đại biểu với luật phòng chống tham nhũng đã diễn ra vào chiều ngày hôm qua, ngày 9 tháng 11, trên báo Tuổi Trẻ đăng tải bài viết kê khai tài sản phải trung thực. Đó chính là ý kiến của tân Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu sau khi trình Quốc hội dự án luật phòng chống tham nhũng vào chiều ngày 9 tháng 11. Ông Khái cho biết là trong 129 điều của luật hiện hành chỉ giữ nguyên 7 điều, sửa đổi 73 điều và bổ sung 49 điều. Luật phải làm sao để người ta không thể tham nhũng, chứ tiền để trước mặt thì con người phát sinh lòng tham. Kê khai tài sản buộc phải trung thực, nếu không trung thực thì phải kiểm soát và xử lý nghiêm, làm tốt được vấn đề này sẽ phòng ngừa tham nhũng tốt. Những người có chức quyền, năng lực, trình độ mà giấu thì không dễ tìm, không dễ phát hiện, do đó phòng ngừa vẫn là quan trọng nhất. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, thẳng thắn cho rằng nhiều quy định trong dự thảo luật hiện nay còn rườm rà, chưa thể hiện tốt. Luật phòng chống tham nhũng muốn thành công thì minh bạch, công khai chính là yêu cầu số 1. Nhưng dường như trong dự thảo này không đề cập rõ. Hôm trước cơ quan soạn thảo có lý giải là công khai minh bạch đã đưa vào từng đạo luật chuyên ngành. Nếu viết thế này thì có mỗi câu công khai minh bạch tổ chức hoạt động của mình thôi, các chương trình dự án phải công khai minh bạch. Và ông ví dụ trong quá trình đấu thầu vẫn hình thành các nhóm để hồ sơ thắng thầu hoàn toàn không hợp lệ, nhưng bên trong đó là sự bắt tay với nhau. Công khai minh bạch là vấn đề cần đề cập rất sâu. Và tiếp theo câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, quy định mới về cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi. Liệu có khả thi không khi mà người dân không thể hiện, còn quản lý kinh doanh sản xuất rượu có nhiều bất cập? Tổng thống Mỹ Donald Trump, nguồn cảm hứng chế tác đồ chơi của nghệ nhân Philippines. Cảnh báo virus sốt xuất huyết hiếm, khủng khiếp như Ebola xuất hiện trở lại ở Uganda và Kenya. Thưa quý vị, tình trạng lạm dụng rượu bia ở Việt Nam luôn ở mức báo động. Các vụ ngộ độc rượu diễn ra liên tiếp đã khiến cho nhiều người phải bỏ mạng. Không ít trẻ vị thành niên sử dụng rượu bia quá độ, kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội. Nghị định số 105 ban hành năm 2017 về sản xuất và kinh doanh rượu vừa có hiệu lực, trong đó có quy định cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi và hy vọng siết chặt hơn các hoạt động sản xuất rượu thủ công, không phép. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia thì đây là một trong những quy định rất cần thiết và hợp lý để hạn chế những tác hại của rượu đến sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe của những người ở độ tuổi thanh thiếu niên. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại là quy định là vậy, nhưng mà để thực hiện và quản lý được thì là chuyện vô cùng khó, bởi ý thức của người dân còn kém, nhiều người biết nhưng mà không thực hiện. Trong khi đó thì việc quản lý kinh doanh rượu hiện nay vẫn còn rất nhiều bất cập. Vâng, và đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn đề cập đến trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Trước hết thì xin mời quý vị và các bạn theo dõi hình ảnh sau. Bắt đầu từ mùng 1 tháng 11, các cơ sở kinh doanh sẽ không được bán rượu cho những người dưới 18 tuổi. Thế nhưng, đây lại là hình ảnh quen thuộc tại những cửa hàng ăn uống. Và ai cũng nhận thấy, quy định mới này khó có thể khả thi. Để ý thì ở địa bàn nội thì rất nhiều cái quán bia, quán rượu hay quán nhậu, kể cả những quán đồ nướng vẫn có thể bán rượu bia cho các bạn học sinh bình thường. Đấy, thì là cái cách quản lý và cái cách kiểm tra như thế nào để nó tính hiệu quả, chứ không phải là cái nghị định đề ra thì nó tốt, nhưng mà thực hiện thì lại như thế nào. Mọi nơi người ta nấu rượu rồi, vì thế đâm ra là nếu mà có bán rượu hay là không bán rượu cho người từ 18 tuổi thì nó khó lắm. Tại vì mình làm sao mình quản lý được suốt, được quản lý được, làm sao khắc khe được người ta được.
Ngoài việc cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi, một số hành vi khác cũng được quy định cụ thể trong nghị định mới, như cấm bán rượu độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet, cấm bán rượu bằng máy bán hàng tự động cho người dưới 18 tuổi, cấm quảng cáo, khuyến mãi rượu trái quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, luật thì có, nhưng khâu giám sát, quản lý, kiểm tra vẫn còn lỏng lẻo. Bán rượu cho trẻ em dưới 18 tuổi, đấy gần như không đi vào cuộc sống. Cái việc kiểm soát, kiểm tra, thanh tra, cái hoạt động nó, hành vi đó cũng không hầu như không được có, không xảy ra. Cho nên cái việc bán rượu bia cho trẻ em dưới 18 tuổi hay dưới 16 tuổi nó vẫn diễn ra rất là phổ biến trong xã hội. Hiện hành vi bán rượu cho người chưa đủ 18 tuổi, nếu bị phát hiện sẽ bị phạt từ 500 đến 1 triệu đồng. Đó là các biện pháp quản lý phần ngọn liên quan đến việc mua bán rượu. Chỉ một vài hình ảnh cũng có thể thấy là để luật đi vào cuộc sống thì còn rất nhiều khó khăn. Trong khi đó thì đối với việc sản xuất rượu, quy định cấm đã có từ lâu, nhưng trên thực tế thì việc sản xuất rượu thủ công tại các hộ gia đình vẫn diễn ra mà không cần đến giấy phép hay là đáp ứng yêu cầu nào về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng mức phạt này thì còn quá nhẹ khi mà lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh rượu bia rất cao, và lo ngại hơn là hầu hết các hộ dân đều biết nhưng không thực hiện. Bởi thế mới có chuyện là cả làng nấu rượu, sản xuất cả nghìn lít mỗi tháng. Thế nhưng thì 100% hộ sản xuất đều vi phạm các quy định của pháp luật. Có rất nhiều lý do được đưa ra để giải thích cho việc làm này. Ghi nhận của nhóm phóng viên của Sống 24 giờ tại một làng nghề nấu rượu thuộc huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Chỉ với diện tích chưa đến 20m², nhưng mỗi ngày, gia đình này sản xuất được khoảng 50 lít rượu xuất ra thị trường. Tuy nhiên, có thể tất cả những quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở này đều không đảm bảo. Và tình trạng này đã diễn ra hơn 20 năm nay. Còn khi được hỏi về giấy phép đăng ký kinh doanh, thì đây là câu trả lời. Cái giấy tờ là mình cất rất kỹ đúng không ạ? Mà không biết là ví dụ như các cái đoàn kiểm tra đến thì nếu mà chú đi vắng mà không kiểm tra được giấy tờ như thế thì làm thế nào ạ? Thế thì cô chị ơi, chứ con cái đấy nó phải bố trí trước thì là chú thì cô mới gọi điện chú về. Thế nhưng bây giờ là hiện tại giờ chú đang ở Hà Nội thì sao chú không về được. Còn tại cơ sở này, mỗi tháng hàng trăm lít rượu được cho ra lò, phục vụ chủ yếu cho người tiêu dùng ở Hà Nội và các tỉnh lân cận. Dù biết phải đăng ký và được cấp phép đảm bảo đủ các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm thì mới được sản xuất, kinh doanh rượu. Nhưng nhiều năm nay, hộ sản xuất này không chấp hành. Nhà tôi không đăng ký là vì lý do cái là hôm nay tôi làm, mai tôi nghỉ. Vì lý do tôi không sống được cái nghề nấu rượu. Biết là cái việc đăng ký thì là đấy là theo quy định. Nhưng chúng tôi là đây là một cái làng nghề thì từ truyền thống từ trước đến giờ rồi. Hiện làng nghề nấu rượu Phú Lộc thuộc xã Cẩm Vũ có khoảng 300 hộ sản xuất rượu thủ công với sản lượng khoảng 3.000 lít mỗi ngày. Thế nhưng đáng ngạc nhiên là chỉ có một hộ đáp ứng được các quy định của pháp luật về sản xuất kinh doanh rượu. Và lo ngại nhất là đây cũng là tình trạng chung tại đa số làng nghề sản xuất rượu thủ công trên cả nước. Hiện nay chưa có một hộ nào đăng ký kinh doanh cả. Phòng kinh tế hạ tầng thì huyện cũng đôn đốc, nhưng mà chúng tôi xã cũng tích cực tuyên truyền, nhưng mà với điều kiện làng nghề thì bà con vẫn lấy cái lý do là cái nghề truyền thống hàng trăm năm nay, một ngàn đời nay, thế thì cứ truyền từ thế hệ nọ sang thế hệ kia. Cái rượu thủ công có thể nói từ 94 trước đây cho đến gần đây ban hành rất nhiều, nhưng tại sao anh không có biện pháp quản lý thích hợp? Đấy, anh vẫn để xảy ra, mà khổ nhất là cuối cùng người tiêu dùng. Được biết, từ năm 2013, Nghị định số 94 về sản xuất, kinh doanh rượu đã yêu cầu các hộ gia đình sản xuất rượu thủ công bán ra thị trường phải có giấy phép sản xuất, trên sản phẩm phải có nhãn mác. Khi vận chuyển đến nơi tiêu thụ, người nấu rượu cần xuất trình hợp đồng mua bán rượu với doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu cho các cơ quan có thẩm quyền. Còn theo quy định mới, muốn sản xuất rượu thủ công phải là doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập theo quy định của pháp luật, đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa theo quy định. Tuy nhiên, thực tế hiện nay tại nhiều địa phương, các hộ dân vẫn tự nấu rượu bằng phương pháp thủ công và bán cho cộng đồng dân cư, nơi họ sinh sống cũng như các tỉnh thành lân cận. Hệ thống quản lý rượu của mình hiện nay là bị thả nổi, nhất là rượu sản xuất thủ công. Đấy, bây giờ đến làng nào cũng nấu rượu. Theo một khảo sát trên 21 tỉnh thành của Cục An toàn Thực phẩm, có 372.000 cơ sở sản xuất rượu thủ công, 6.000 cơ sở sản xuất rượu công nghiệp. Tuy nhiên, trong số các cơ sở sản xuất rượu thủ công, chỉ 2,5% có chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Chưa kể đến vì lợi nhuận, nhiều hộ cá thể sản xuất rượu thủ công còn sử dụng những nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ để pha chế rượu, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người sử dụng.
vẫn còn một số các cái cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ tiếp tục nén nút đưa cái sản phẩm rượu mà không có nguồn gốc xuất xứ ra thị trường. Cái thứ hai là vẫn còn người sử dụng cái sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chưa thấy trường hợp nào nói đến ngộ độc methanol do nấu rượu nghiêm chỉnh từ ngũ cốc cả. Có một số ca nấu từ quả nhưng mà trên thế giới rất là ít gặp. Hầu hết trường hợp trên thế giới cho tới nay kể cả Việt Nam là do các loại rượu lậu, rượu pha trộn methanol. Tháng 7 năm 2017, bệnh viện E điều trị 3 trường hợp ngộ độc rượu methanol nặng, trong đó có 2 trường hợp tử vong, 1 trường hợp mù vĩnh viễn. 3 trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 7 người ngộ độc rượu trong tình trạng nguy kịch. Và những cái chết này đều bắt nguồn từ việc phớt lờ những quy định của người sản xuất cũng như sự bất lực của các cơ quan quản lý trước tình trạng sản xuất rượu không phép tràn lan như hiện nay. Đối với người dân Việt Nam thì rượu đã là thức uống truyền thống, không thể thiếu trong các dịp lễ Tết, hiếu hỉ và cả những bữa ăn hàng ngày. Và như một điều tất yếu, nhiều năm qua thì hoạt động sản xuất rượu thủ công vẫn tồn tại song hành trong đời sống sinh hoạt của người dân. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng nếu được sản xuất đúng quy trình từ bao đời nay, từ nguồn nguyên liệu an toàn và được sử dụng đúng liều lượng thì rượu có thể coi là một loại thức uống có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc chạy theo lợi nhuận của các cơ sở sản xuất, việc lạm dụng của người tiêu dùng cùng với những bất cập trong công tác quản lý chất lượng đồ đã biến thứ đồ uống này đôi khi trở thành thuốc độc, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Không thể phủ nhận là siết chặt kinh doanh, mua bán rượu là cần thiết. Nhưng trước thực trạng này thì các cơ quan quản lý cũng cần có những giải pháp đồng bộ hơn để luật có thể phát huy được lợi ích với cộng đồng. Và đó cũng là nội dung của câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Ở phần tiếp theo của chương trình là thông tin về các sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 10 tháng 11. Ngày hôm nay, toàn bộ học sinh trên các trường trên địa bàn huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa sẽ đi học trở lại sau bão số 12. Sau cơn bão số 12, ước tính thiệt hại của ngành giáo dục huyện là 35 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này sẽ còn tăng nhiều bởi qua kiểm tra thực tế các trường thì thiệt hại rất nặng nề. Các trường bị thiệt hại nặng nhất gồm Tiểu học Vạn Giã 3, Trung học cơ sở Văn Lang, Mầm non Vạn Hưng, Tiểu học Vạn Lương 2, Trung học cơ sở Đống Đa, Mầm non Vạn Thạnh, Trung học cấp 1, cấp 2 Vạn Thạnh, Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, Tiểu học Vạn Khánh 1, Mầm non Vạn Thọ. Ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Việt Nam để tham dự hội nghị đối thoại các nhà lãnh đạo và hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC và tham gia phiên họp của các nhà lãnh đạo kinh tế tại Đà Nẵng. Sau đó, Tổng thống Trump tới Hà Nội thăm cấp nhà nước theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên ở Đông Nam Á không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hai nước mà còn là thông điệp về chính sách của Hoa Kỳ đối với khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ngày hôm nay và ngày mai, đối thoại giữa các nhà lãnh đạo kinh tế APEC và Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC và cuộc đối thoại cấp cao không chính thức giữa APEC và ASEAN cũng sẽ diễn ra tại Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên cơ chế đối thoại APEC-ASEAN được tổ chức, theo sáng kiến của Việt Nam nhằm thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức. Ngày hôm nay, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hỗ trợ Triển lãm Cần Thơ tổ chức hội thảo kinh doanh với thị trường Úc, cách tiếp cận từ thực tiễn. Sự kiện nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tìm hiểu, nắm bắt thông tin về nhu cầu, tiềm năng thị trường Úc, thông tin về các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của thành phố Cần Thơ cũng như của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thị trường Úc, các ưu đãi và cách tận dụng hiệu quả các ưu đãi của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN, Australia, New Zealand để có chiến lược nhập tàng hai thị trường nói trên. Từ ngày hôm nay đến ngày 12 tháng 11, Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa 2017 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện được hứa hẹn sẽ thiêu đốt cái lạnh của Hà Nội và khiến các bạn trẻ một bùng cháy trong những tiết mục hết sức đặc sắc, được trình diễn và giàn dựng công phu bởi các nghệ sĩ nhóm nhạc trong nước và quốc tế. Đằng sau chương trình hoành tráng, náo nhiệt ẩn chứa một thông điệp đầy ý nghĩa gửi gắm tới các bạn trẻ: Drink, don't drive, đã uống bia, rượu thì không lái xe. Tại Philippines, một nghệ nhân làm đồ chơi nổi tiếng với bộ sưu tập những siêu anh hùng và nhân vật nổi tiếng được làm từ những nguyên liệu tái chế. Như vậy có thể thấy là đâu chỉ có những chất liệu đắt tiền mới có thể làm ra những đồ chơi đẹp đẽ. Từ câu chuyện những món đồ chơi siêu anh hùng của nghệ nhân này thì có thể thấy một ý nghĩa khác là những siêu anh hùng của thế giới có thể là bất cứ ai ở trên thế giới này, dù xuất thân nghèo khó hay là sung túc. Hình tượng Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong những hình tượng nổi tiếng được nghệ nhân người Philippines, anh Elmer Padilla khắc họa trong tác phẩm của mình. Đồ chơi có hình Tổng thống Trump được nghệ nhân người Philippines này tạo ra nhằm chào đón vị Tổng thống của Mỹ trong chuyến công du tới các quốc gia châu Á, trong đó có Philippines. Đồng thời, qua những tác phẩm của mình, anh cũng muốn truyền tải thông điệp về việc tái nguyên liệu bằng những ý tưởng sáng tạo. Những tác phẩm của nghệ nhân người Philippines được làm bằng chất liệu xốp từ các đồ vật cũ hoặc những nguyên liệu thừa từ các nhà máy.
Các tác phẩm của anh được thế giới biết đến lần đầu khi diễn viên đóng vai người khổng lồ xanh của Hollywood đã đăng một đoạn phim về đồ chơi do Padilla tạo ra lên Facebook vào hồi tháng 10. Mỗi tác phẩm của anh có giá trị khoảng 25 đô la. Tuy nhiên, anh cho biết sẽ không bán món đồ chơi với hình tượng Tổng thống mà hy vọng rằng có thể tặng nó cho Tổng thống Trump khi ông tới Philippines vào ngày 12 tháng 11. Mexico được đánh giá là một trong những nước thuộc nhóm nguy hiểm nhất thế giới do sự hoành hành của các băng đảng ma túy. Các băng đảng này liên tục tấn công, tàn sát lẫn nhau để tranh giành ảnh hưởng. Nhưng cảnh sát dường như lại bất lực. Và sau tất cả thì những người dân, đặc biệt là những đứa trẻ vô tội, lại trở thành nạn nhân của tình trạng bạo lực này. Bang Guerrero là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng bạo lực giữa các băng đảng ma túy ở Mexico. Chính quyền địa phương đã buộc phải đóng cửa tạm thời khoảng 300 ngôi trường để đảm bảo an toàn cho những đứa trẻ. Theo đó, ước tính có tới hơn 59.000 học sinh từ các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học đã bị ảnh hưởng vì lệnh đóng cửa này. Tuy nhiên, không chỉ riêng học sinh, bạo lực tràn lan cũng đang ngày ngày đe dọa cuộc sống của tất cả người dân Mexico. Tôi thực sự không dám ra khỏi nhà sau 8 giờ tối và tôi luôn trở về nhà thật sớm. Chúng tôi không thể tự đẩy mình vào nguy hiểm. Tại sao chúng tôi phải ở bên ngoài khi điều đó có thể gây nguy hiểm cho chúng tôi? Tình trạng bạo lực ma túy ở bang Guerrero đã tăng đột biến trong vòng 10 năm trở lại đây. Dù chính phủ cũng như chính quyền địa phương nỗ lực tìm mọi cách giải quyết, nhưng tới nay tình hình vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện. Nếu mắc bệnh sốt xuất huyết do virus Marburg gây ra, nguy cơ tử vong lên đến 88%. Bộ Y tế Uganda lo ngại là nguy cơ bùng thành đại dịch chết người như Ebola. Trao đổi với phóng viên VTC14, thì Bộ Y tế cũng cảnh báo sẵn sàng ứng phó với loại virus này nếu có sự lây lan toàn cầu và lo ngại mức độ nguy hiểm của loại virus trên khi mà dịch sốt xuất huyết vẫn đang còn lưu hành như hiện nay. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thì virus Marburg và Ebola đều là thành viên của họ Filoviridae, một trong các loại virus gây ra bệnh sốt xuất huyết. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các báo cáo trên thế giới ghi nhận nạn nhân của Marburg tử vong 23% đến 90%, trong khi một số nguồn khác đưa ra tỷ lệ tử vong trung bình là 88%. Ban đầu, virus này tấn công con người thông qua vật chủ trung gian là các đàn rơi ăn quả hoặc là khỉ. Tuy nhiên, khác với sốt xuất huyết, do dengue gây ra, căn bệnh này có thể truyền trực tiếp từ người sang người thông qua máu và dịch, cũng như dễ gây tử vong hơn hàng trăm lần. Giống như các loại sốt xuất huyết khác, thì sốt xuất huyết do virus Marburg gây nên chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Virus này được ghi nhận lần đầu trong vụ dịch xảy ra vào năm 1967 ở Đức và Nam Tư cũ liên quan đến những con khỉ nhập khẩu từ Uganda. Vụ dịch mới đây nhất xảy ra ở Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm 1998-2000 với tỷ lệ tử vong là 80%. Afghanistan từ lâu được biết đến là nhà máy chế biến ma túy lớn nhất trên thế giới, với 90% lượng ma túy được trồng tại đây. Dù đã rất nỗ lực, nhưng cuộc chiến ngăn chặn nguồn cung ma túy khổng lồ này cho tới giờ vẫn còn rất gian nan. Và cuộc chiến này có lẽ chỉ giành được thắng lợi nếu người dân nơi đây ngừng trồng cây thuốc viện. Và trồng nghệ tây hiện đang được xem là một cách hiệu quả giúp đạt được mục. Được xem là loại gia vị đắt nhất thế giới, nghệ tây có thể được bán với giá 1.500 đô la Mỹ 1 kg ở thị trường phương Tây. Do đó, đây được xem là một sự lựa chọn khá hấp dẫn để nông dân trồng thay thế cho cây thuốc viện. Ở thành phố Herat phía tây Afghanistan, những người nông dân đang đẩy mạnh trồng loại cây đắt giá này. So với trồng cây thuốc viện, nghệ tây đã mang lại nguồn thu nhập cao hơn rất nhiều cho gia đình tôi. Tôi mong muốn ngày càng có nhiều người nông dân lựa chọn loại cây trồng này. Không chỉ mang lại lợi nhuận cao, việc trồng cây nghệ tây cũng mang lại việc làm cho hàng trăm phụ nữ ở Herat, đặc biệt là vào mùa thu hoạch nhụy hoa. Nhờ có nghệ tây, chúng tôi đã có việc làm và có thể giúp tăng thêm thu nhập cho gia đình. Hơn thế nữa, chúng tôi cũng sẽ trở thành những người có ích cho xã hội. Herat hiện có tới 3.000 hecta đất được sử dụng để trồng cây nghệ tây, ước tính sẽ thu hoạch được khoảng 8 tấn hoa. Nông dân, thương nhân cũng như giới chức địa phương hy vọng diện tích trồng nghệ tây sẽ ngày càng mở rộng, đồng thời giúp thu hẹp dần các diện tích trồng cây thuốc viện ở đất nước này.
Tuy còn nhiều tranh cãi nhưng có thể thấy là các loại cây trồng biến đổi gen vừa tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, vừa cho năng suất cao vẫn được xem là một bước tiến quan trọng trong nông nghiệp. Và mới đây thì các nhà nghiên cứu ở Israel cho biết là họ cũng vừa phát triển thành công các loại rau củ biến đổi gen mới, trong đó có khoai tây đỏ và cà chua tím. Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Weizmann đưa 3 gen lấy từ củ dền đỏ, cấy vào các loại cây trồng khác nhau như khoai tây hay cà chua. Theo đó, sau quá trình biến đổi gen, những loại rau củ sẽ không còn màu sắc như thông thường, mà sẽ mang sắc đỏ hoặc tím. Không chỉ thay đổi về màu sắc, những loại rau củ mới còn được làm tăng giá trị dinh dưỡng, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh và nấm so với giống cũ. Tôi tin rằng dự án này sẽ mang tới cho chúng ta những loại thực phẩm tốt và giàu dinh dưỡng hơn rất nhiều so với những loại hiện nay. Các nhà nghiên cứu của dự án này hy vọng nhờ vào sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là công nghệ biến đổi gen, sẽ có thêm nhiều loại cây trồng có năng suất và giá trị dinh dưỡng cao ra đời. Đối với những người nghèo hay vô gia cư, để đặt chân vào những nhà hàng sang trọng và thưởng thức những bữa ăn thịnh soạn do các đầu bếp nổi tiếng chuẩn bị sẽ là một ước mơ vô cùng xa xỉ và thậm chí có thể nói là điều không tưởng. Nhưng đối với những người vô gia cư ở Brazil, ước mơ không tưởng ấy đã trở thành hiện thực. Tại nhà hàng Refeitorio Gastromotiva ở thành phố Rio de Janeiro, một bữa ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị bởi các đầu bếp nổi tiếng như David Hess của Brazil, Massimo Bottura của Italia và Gagan Anand của Ấn Độ. Điều đặc biệt là những món ăn này được nấu từ thực phẩm thừa của các siêu thị trong thành phố. Và bữa ăn này cũng để chuẩn bị cho những vị khách rất đặc biệt, đó là 70 người nghèo và vô gia cư ở Rio de Janeiro. Tôi chưa bao giờ được đối xử tốt thế này. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào về những người đã ở đây, mang tới cho chúng tôi sự quan tâm và niềm tin vào cuộc sống. Tuy nhiên, 70 người khách đặc biệt này chỉ là một phần rất nhỏ trong số những người khốn khổ ở Rio de Janeiro. Theo số liệu thống kê, có khoảng 14.000 người vô gia cư sống lay lắt trên các đường phố ở thành phố 6,5 triệu dân này. Ngoài ra, còn có vô số người khác đang phải sống khổ sở trong các khu ổ chuột rách nát nghèo đói. Chúng ta biết rằng là những người bị kết án tù sẽ phải bị giam giữ trong các nhà tù nghiêm ngặt, cách ly với gia đình và người thân. Tuy nhiên ở tại Italia thì một nhà trẻ thực nghiệm đặc biệt đã được mở ra ngay trong không gian của nhà tù. Đây được xem là một ý tưởng thành công khi đã đạt được mục đích hết sức nhân văn, đó là giúp mọi người hiểu nhau hơn, giúp các tù nhân dễ dàng hòa nhập với cuộc sống bình thường và cả những đứa trẻ, con em của họ. Thoạt nhìn, nhà trẻ Biobac cũng giống như bao nhà trẻ khác với rất nhiều đồ chơi và rực rỡ sắc màu. Trên thực tế, nhà trẻ này nằm trong khuôn viên của nhà tù Balet của thành phố Milan. Nhà trẻ cung cấp dịch vụ giữ trẻ là con của các tù nhân, nhân viên của nhà tù và cả những đứa trẻ là con em của những người dân địa phương. Ban đầu tôi cũng khá e ngại, nhưng khi nhìn thấy không gian tuyệt vời của nhà trẻ, những e ngại đó đã không còn nữa. Ban đầu, ý tưởng này không được các nhân viên đón nhận. Tuy nhiên, khi cả những người dân địa phương cũng gửi trẻ vào đây thì ngay lập tức tạo nên những hiệu ứng rất tích cực. Nhà trẻ được lập với mục đích giúp các tù nhân có thể dễ dàng hơn khi hòa nhập vào cuộc sống bình thường và quan trọng nhất, những đứa trẻ sẽ không có những mặc cảm không đáng khi bố mẹ hay người thân bị giam giữ trong tù. Nhà trẻ được sự tư vấn rất kỹ lưỡng từ các chuyên gia để có thể có không gian và phương pháp giáo dục tốt nhất cho các em nhỏ được gửi ở đây. Bên cạnh đó, nhà tù này còn được biết đến với các nhà hàng do các tù nhân phục vụ và mở cửa cho tất cả mọi người đến đây thưởng thức các món ăn. Chắc hẳn nhiều người không thể không biết tới nhãn hiệu thời trang cao cấp Louis Vuitton với những sản phẩm có mức giá cực kỳ cao. Và mới đây thì một nữ họa sĩ nổi tiếng tại Mỹ đã gây bất ngờ khi sáng tạo một bộ bọc da cho một chiếc toilet bằng vàng, trưng bày quảng cáo cho một hệ thống bán hàng trực tuyến. Điều đặc biệt nữa là bộ da bọc toilet bằng vàng này chính là da được cắt từ những chiếc túi hiệu Louis Vuitton đẳng cấp. Một chiếc toilet bằng vàng được bọc da hiệu Louis Vuitton đã được trưng bày tại một gian trưng bày của cửa hàng bán lẻ trực tuyến Tracy. Tác phẩm độc đáo và đắt tiền này được tạo ra bởi một nữ họa sĩ người Mỹ có tên Imago, người nổi tiếng với bức tượng khỏa thân của tỷ phú Trump, xuất hiện ở nhiều thành phố của Mỹ hồi năm 2016 trước khi ông đắc cử Tổng thống Mỹ. Bộ da bọc được cắt từ 24 chiếc túi khác nhau, chúng đều có giá rất cao, tất cả góp phần tạo nên diện mạo đặc biệt của tác phẩm. Chiếc toilet bằng vàng này được mô tả là có đầy đủ chức năng như mọi chiếc toilet bình thường khác
và được bày bán với mức giá 100.000 đô la Mỹ. Khi thực hiện ý tưởng này, tôi biết nhiều người có thể sẽ tranh cãi về việc đây có phải là một tác phẩm nghệ thuật không, vì đó chỉ là một chiếc toilet, nhưng đó chính xác là một tác phẩm nghệ thuật sáng tạo. Được biết, hệ thống bán lẻ trực tuyến Tracy là nơi mọi người có thể bán lại quần áo và phụ kiện mà họ không dùng đến. Thông tin của tôi cũng đã khép lại chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.